Nhỉ? Thật là hú vía, nhưng mà cũng vui quá buôn nhỉ. Thank you.
Chào mừng các bạn đã đến với hội thi những quả bí ngô to nhất. Ai là người đoạt cúp năm nay? Các bạn đã chờ sao? Quả bí ngô của anh em nhà sắp 11 cân. Ở đây là nhà vô địch của năm trước. Anh quả bí ngô của anh Quang là 25 cân. Đây là cổ đầu tiên của cô Giang Thỏ. Trời, quả bí ngô của Thỏ Bút nặng là 35 cân. Còn đây là Lu, anh có vẻ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Có điều gì bất ngờ xảy ra không? Và trời, không thể tin được, quả bí ngô của Lu là 50 cân. Vậy là chức vô địch năm nay đã tìm được chủ mới. Úp, thuộc về Lu. Có chuyện gì đang xảy ra với quả bí ngô của Lu vậy? Trời. Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Và bây giờ chức vô địch đã thuộc về Thỏ Bút. Còn thiếu thứ gì nhỉ? Hmm.
Không biết đã thành công chưa nhỉ? Kệ, phải thử cái đã. À, đấy rồi. Tuyệt vời. Yeah. Thành công rồi, thành công rồi. Không biết dung dịch này có tác dụng với các loài vật không nhỉ? Hiệu nghiệm quá. Mình phải tìm cho vui với lọ dung dịch này thôi. Làm sao thế Lu? Cây này không biết là cây gì, tớ nhổ mãi mà không được, cậu có cách gì không? Một mình cậu không nhổ được thì thêm tớ góp sức sẽ ok thôi mà. Để tớ nhờ thêm các bạn đến. Thầy ba nào, thầy ba nào. À, anh voi, anh voi, anh giúp bọn em nhổ cây này với. Thầy ba nào, thầy ba nào, thầy ba nào, thầy ba nào. Mọi người cố lên. Mọi người cố gắng lên nào, chỉ còn một chút nữa là sẽ nhổ lên được. Con tôi đã giúp sức đây. Thầy ba nào, thầy ba nào. Nhổ lên được rồi, nhổ củ lên được rồi. Củ cà rốt, cảm ơn mọi người đã giúp sức. Củ cà rốt đặc biệt này ăn chắc ngon lắm. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức nhé. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp. Chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Năm tay tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi. Cỏ cây sắc muôn ngàn hoa, ong bướm luận vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tươi hoa, ta bạn bè ôi thắm bên hương. Yêu sao thế giới thương yên, bao điều lạ chưa ta khám phá. Chung vui với ca đàn ca, rất tinh nghịch nhưng thật đáng.
Nhưng trước tiên cậu phải giải được câu đố này đã. Trong xa tưởng là mèo, lại gần hóa là chim. Ban ngày ngủ liêm diêm, ban đêm đình bắt chuột là con gì? Là căn cứ đúng mèo. Rồi, cậu cũng thông minh ra phết nhỉ. Yeah. Giờ chúng mình cùng chơi nhé. Lâu ơi, ở đây cơ mà. Wow, quả ngon quá. Bên đây nè Lâu. Cậu chỉ được cái tham ăn. Chúng mình cùng chơi ghép hình nhé. Cậu nhìn tớ làm này. Quá. Để tớ xoay nốt con cú mèo của cậu nha. Ôi ôi không được. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp. Chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong xa. Nắm tay tung tăng đôi vui
cùng bạn bè khắp châu nơi nơi. Có cây sắc muôn ngàn hoa, ong bướm luôn vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tuổi thơ, ta bạn bè ôi thắm bên hương. Yêu sao thế giới thần tiên, bao điều là chưa ta khám phá. Chung vui với đôi bạn ta, rất tinh nghịch nhưng thật đáng yêu. Lòng lành những tiếng cười trong trẻo, đẹp mãi trong ta. Tuổi âu thơ. Yeah, yeah, mình bay được rồi. Châu nơi nơi có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm luôn vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tuổi thơ, ta bạn bè ôi thắm bên hương. Yêu sao thế giới thần tiên, bao điều là chưa ta khám phá. Chung vui với đôi bạn ta, rất tinh nghịch nhưng thật đáng yêu. Lòng lành những tiếng cười trong trẻo, đẹp mãi trong ta. Tuổi âu thơ.
Lu, cậu dừng lại ngay. Ta là siêu nhân vũ trụ đây, ta là vô địch. Lạ thật, sao chỉ có mưa trúng mũi mình vậy? Cậu thật là quá đáng. La 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 la. Cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, có cây sắc muôn ngàn hoa, ông